Công ty Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây là motor chỉnh tốc, có thể điều chỉnh được tốc độ. Công suất là 0.75 kW, 1 HP một ngựa, kiểu ở trên đế. Tốc độ có thể điều chỉnh từ 200 đến 1000 vòng trên phút. Thì sau đây sẽ là tem của motor. Sử dụng điện 3 pha 380V. Để có thể điều chỉnh tốc độ thì chúng ta sẽ điều chỉnh thông qua cái nấm vặn ở đây. Tốc độ nhanh hoặc chậm thì sẽ điều chỉnh qua cái nấm này. Đây sẽ là phần trục ra. Đường kính trục ra là 19mm. Chốt cà vét sẽ là 6mm. Kiểu chân đế. Ngoài ra thì quý khách cũng có thể sử dụng motor một pha nha. Thì đây, sử dụng được motor một pha thì ta cần lắp motor một pha vào thôi. Đây sẽ là một bộ hoàn chỉnh khi lắp với motor một pha nha. Thì đây, đây là motor một pha. Motor một pha sử dụng điện 220V. Thì tùy vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta chọn là motor một pha hay 3 pha. Sau đây sẽ là hình ảnh kho xưởng